hôm nay tôi sẽ câu cá rô phi các bác nhé. Đây, hôm nay là rô phi sử dụng cái cám cá này, cám cá là vàng này, 22 độ đạm này. Đây là cám chim này, cám trứng này. Đây là bộ tôm này, bạch thủ này. Ở đây là một quả trứng này. Bây giờ sẽ pha mồi xả với mồi trâu luôn, cho một ít bông tuyết cho nó tơi mồi. Trong video này thì tôi sẽ phối mồi câu cá rô phi, thì hôm nay sử dụng cái loại cám vàng. Hôm nay sử dụng cái loại cám cá vàng 22 độ đạm. Thì cái cám này nó vừa có vị thơm vừa có vị tanh, thì hôm nay test thử nó sẽ như thế nào. Thì cái cám này lần đầu sử dụng nên là tôi cũng chả biết là phối với tỷ lệ bao nhiêu, thì cứ ước lượng là 3 phần cám cá, 1 phần cám trứng, 1 phần bột tôm, với cả cho một ít gan lợn sấy khô. Thì cái tỷ lệ này khi mà pha mồi xả cho 2 phần nước vào thì nó hơi bị nhão, hơi bị nát. Đấy. Chắc nó phải ít nước hơn một tí nữa. Với cả cái loại cám cá này hình như nó cũng hơi bết so với bình thường. Là câu pha lúc đầu thì nó không được chuẩn lắm. Thì đầu tiên ở đây cái rô phi bé 1-2 đầu ngón tay nó quá nhiều, nó phá ổ lên là tôi câu mồi mồi V. Về sau thì mới chuyển sang đánh mãi, về sau mới chuyển sang đánh mồi vuốt. Thì đợt này ở đây thì mấy anh em cũng câu đây bảo là khu này đợt này toàn cá rô phi nhỏ. Sau cái đợt bão rồi là rô phi nhỏ rất là nhiều, rô phi to vài ba lạng rất là hiếm. Hôm nay là tôi lên có việc ở trên công ty, vợ tôi ở trên khu công nghiệp Quang Minh. Thì từ cái khu công nghiệp Quang Minh ra cái chỗ điểm câu, chỗ đại mạch này nó cũng rất là gần, nên là sau khi ăn trưa với cả làm việc xong thì đầu giờ chiều thì tôi tranh thủ tạt ở đây câu rô phi một lúc, thì buổi chiều thì lại về qua công ty đón vợ. Thì cái điểm câu này thì mỗi lần mà tôi lên công ty vợ thì tôi hay tạt qua đây câu cá rô phi. Trước thì ở đây khá nhiều cá rô phi to, nhưng mà mấy năm trở lại đây là cái loại đấy thì ít thì rất là nhiều. Bây giờ kiếm được ở đây con 4-5 lạng thì cũng rất là hiếm, gần như là không có nữa rồi.
Đây quá nhiều cá con như này. Ui giời. Sưởng to. Sưởng to. Con gì đấy? Gì đấy? Chấm à? Chấm chấm cỏ, chấm cỏ. Chấm cỏ. Chấm chấm. Chấm cỏ, chấm cỏ. Con này ăn mồi ngũ cốc. Chống móm. Nhiều rô quá, phải làm thêm mùi ngũ cốc cho thêm cái thính đen vào các bác này. Rô còn nhiều quá, phá công. Đây rồi, đây rồi. Ui giời ơi, vừa tăm xong mẹ dính luôn này. Ê này. Cày thế. Đấy, vừa nói em là tâm nó vào đấy. Giết cước thế.
vòng vòng tuyệt quá. Còn đấy phải 50 cân. Đây. Ôi. Được ha. Tấn công các cần thủ. Chấm, chấm đen, chấm chắc, chấm vàng. Phá ổ, phá ổ. Ôi, đi 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 đi. Shhh. Thôi, đi vào, đi ra, đi ra. Kinh quá mấy ông. Có nổ. Có nổ. Ôi. Trôi. Hôm nay thực sự là câu cái điểm này là quá nhiều cá rô phi con, cái loại 1 đến 2 ngón tay xuống phao, không cả chìm được phao. Lúc đầu là cân lực nó mãi không câu được thì tôi phải chuyển sang đánh chì đáy. Đánh chì đáy thì nó cũng bị phá rất là nhiều. Nói chung là cái điểm này bây giờ câu cá rô phi to rất là khó câu. Dạ. Lém cái gì anh? Đuổi lên gì? Đuổi lên hả? Lại thất bại, toàn trâu con. Em lấy bến này không? Em ơi, lấy bến rô này không? Anh đổ ở trên này nhá. Đấy, chấm trôi ly tinh rồi. Được mớ. Rồi, đi câu cũng là tạm tạm. Để bên này cho chú em ngồi bên kia câu mang về. Anh đổ lên nhá. Để em sang lấy đi. Ôi, xin chào các bác, hẹn các bác ở trên video lần sau nhá. Tôi đi về. Hả?